Các bạn biết mình đang đứng ở đâu không? Đây, đứng trước khu trung tâm hành hương cha Francisco Xavier Trương Bưu Diệp, một nơi rất là nổi tiếng mà mọi người, kể cả người lương dân họ đều biết về trung tâm hành hương này, vì nơi này họ đã nhận rất là nhiều ơn từ sự cầu bầu của cha Francisco Trương Bưu Diệp. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau đây là bài tường thuật phép lạ của cha Francisco Trương Bưu Diệp. Từ khi đến định cư Hoa Kỳ, California vào đầu năm 1992 đến nay, tôi đã đọc rất nhiều Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xuất bản ở Long Beach, đặc biệt liên tiếp trong những số báo gần đây đã tường thuật những phép lạ mà Chúa đã dùng cha Francisco Trương Bưu Diệp để ban cho những ai cầu xin với Ngài, không phân biệt tôn giáo, thành phần trong xã hội, bằng chứng qua những tấm ảnh bản tạ ơn cha được in bìa phía sau Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 99 tháng 10 năm 1994, đã làm cho tôi liên tưởng đến một phép lạ mà cha Francisco Diệp đã cứu bà Quang, người hàng xóm cùng một xứ đạo với gia đình tôi, thoát khỏi tử thần vì mắc bệnh uốn ván. Sở dĩ gia đình tôi được biết thánh danh cha Francisco Trương Bưu Diệp do một trường hợp thật bất ngờ vào thượng tuần tháng 12 năm 1991. Những ngày còn lại trước khi lên đường qua Hoa Kỳ theo diện HO, vào ngày 7 tháng 1 năm 1992, vợ con tôi đã đến thăm cha Đa Minh Nguyễn Đính, chánh xứ Bình Lâm mà trước đây Ngài đã từng khoảng nhiệm giáo. Họ xóm 2 khi còn phô thai nay đã trở thành giáo xứ Thiện An, hạt Phú Thinh, giáo phận Xuân Lộc. Tình cờ lúc đó tôi gặp một linh mục miền Tây lên Đà Lạt trở về, cũng ghé thăm cha Đính và được Ngài giới thiệu cho biết cha Nguyễn Văn Liêu, 73 tuổi, nhà hưu dưỡng địa phận Cần Thơ, trước khi rời khỏi Bình Lâm, thân nhân tôi đã mời Ngài trên đường về ghé thăm gia đình tôi ít hôm tại giáo xứ Thiện An, và Ngài đã nhận lời cùng ở lại 2 ngày. Trước khi chia tay, gia đình chúng tôi đã chụp chung với Ngài một vài tấm hình lưu niệm. Sau đó, Ngài liền rút từ trong cặp một tấm di ảnh của cha Francisco Trương Bưu Diệp trao tặng tôi làm báu vật kỷ niệm và nói: khi nào ông bà và các cháu muốn xin điều gì thì chỉ đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và câu: chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Francisco Trương Bưu Diệp. Trong lúc đó, cạnh nhà tôi có bà Quang đã được đưa vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu vì chứng bệnh uốn ván. Bệnh tình rất nguy kịch. Chính con rể bà ta từ bệnh viện về cho hay, bác sĩ đã mổ ở cổ họng để cho thở bằng oxy. Chính bác sĩ điều trị còn cho biết chỉ có phép lạ mới chữa nổi bệnh này thôi. Giờ đây, anh hãy về báo cho gia đình chuẩn bị nhà cửa để ngày mai đưa xác bà về lo mai táng. Hay tin như vậy, vợ chồng tôi liền quỳ trước di ảnh cha Diệp và khấn xin Ngài cứu giúp, đồng thời kêu gọi những thân nhân của bà Quang cùng hợp ý cầu nguyện với cha Diệp. Sáng hôm sau, như lời bác sĩ dặn, ông Quang cùng con rể đến bệnh viện Sài Gòn để nhận xác, thì bác sĩ điều trị cho hay bệnh tình bà có hy vọng được cứu sống, nội trong 3 ngày sẽ biết rõ. Quả thật, những ngày sau đó bệnh tình bà ta ngày càng thuyên giảm, cho đến khi xuất viện thì gia đình chúng tôi đã lên đường qua Mỹ từ hôm ngày 7 tháng 1 năm 1992. Sau một thời gian, tôi đã gửi thư hỏi thăm con cháu ở quê nhà thì được biết bà Quang đã khỏe mạnh bình thường. Do đó tôi đã khẳng định nếu không có phép lạ của cha Francisco Trương Bưu Diệp thì bà Quang không thể nào thoát khỏi tử thần được, vì bệnh tình quá ngặt nghèo, 99,9% sẽ chết. Vì cũng tại xóm 2 này, cách đây 2 năm về trước, đã có một nạn nhân tử vong vì bệnh này. Mặc dầu đã được đưa đi điều trị tại bệnh viện Sài Gòn một tuần lễ, mà cũng không thể nào cứu sống được. Hôm nay, mặc dù đã trên 3 năm qua,
nhưng tôi vẫn còn ghi nhớ đầy đủ chi tiết phép lạ nhãn tiền mà cha Francisco Trương Bửu Diệp đã cứu sống bà Quan, không những để làm chứng nhân hầu vinh danh Thiên Chúa nơi trần thế, mà còn khuyến khích mọi người hãy thành khẩn chạy đến khấn xin với cha Francisco Trương Bửu Diệp. Khi gặp tai ương khốn khó, chắc chắn sẽ được tội nguyện. Người tường thuật và cũng là chứng nhân, Nguyễn Văn Châu. Kính thưa quý vị, sau đây là câu chuyện cha Diệp chữa bệnh hiếm con cho ông bà Bùi Trung Lý ở San Jose. Trong trang 2 của tờ báo Chính Nghĩa, 12 trang ra ngày 7 tháng 1 năm 1995, số 256 ở San Jose, có in ảnh cha Trương Bửu Diệp phía trái và phía phải, có những dòng chữ rất cảm động như sau: vợ chồng chúng tôi xin viết lên những dòng này với chủ đích vinh danh Thiên Chúa. Chúng tôi lập gia đình đã 18 năm, nhưng vẫn hiếm muộn, dù đã đi chữa trị nhiều nơi. Sau cùng, chúng tôi cầu nguyện cùng Thiên Chúa qua lời cầu bầu đặc biệt của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ngày 21 tháng 9 năm 1993, vợ chồng chúng tôi quyết định đi hành hương về Cà Mau, Việt Nam để kính viếng mộ cha Trương Bửu Diệp, người đã nổi tiếng vì đã ban nhiều ơn lạ cho khách thập phương. Chúng tôi đã được Thiên Chúa chấp nhận lời khẩn cầu và con gái đầu lòng của chúng tôi, bé Bùi Trung Lily, đã sinh ra khỏe mạnh vào ngày 31 tháng 12 năm 1994. Nếu tính theo ngày giờ Việt Nam thì con chúng tôi cùng ngày sinh với cha Trương Bửu Diệp. Nhân dịp vui mừng này, chúng tôi xin dâng lời tri ân Thiên Chúa, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và các Thánh Tử Đạo Việt Nam và cha Trương Bửu Diệp. Đồng thời chúng tôi cũng xin cảm ơn quý cộng đồng, thân bằng và bạn hữu đã thăm hỏi và chia vui với chúng tôi trong những ngày qua. Muôn đời chúng con cảm đội ơn Chúa. Vợ chồng Bùi Trung Lý. Kính thưa quý vị và anh chị em, tiếp theo là câu chuyện cha Francisco Trương Bửu Diệp hay cứu giúp người thiếu thốn và bệnh tật. Tôi có một bà bạn rất thân từ thuở nhỏ, hiện còn ở lại Sài Gòn, tên là Madalena Lê Thị Thảo, thuộc khu xóm đạo huyện Sĩ. Khi tôi vượt biên, có rủ chị đi cùng, nhưng chị từ chối vì muốn ở lại, hy vọng sẽ gặp lại người anh trai sống ngoài Bắc từ nhiều năm qua. Trong chế độ cộng sản, chị Lê Thị Thảo, chị sống rất khó khăn vì dạy tư môn pháp văn, thiếu thốn phần xác, lo lắng đau khổ phần hồn. Sau cùng chị đã đau tim và càng ngày càng nặng thêm, đôi khi không có tiền đi bác sĩ nữa. Tuy vậy, chị vẫn trung thành với Chúa và mẹ Maria, ngày ngày vẫn sáng đi lễ, chiều đi chầu mình Thánh Chúa. Chuyện cha Francisco Trương Bửu Diệp cứu chữa người được đồn đãi lan rộng khắp nơi, tình thương của cha đối với kẻ chạy đến cầu xin cha. Một bà bạn tới thăm và rủ chị Thảo đi tắc sậy Cà Mau tới mộ cha để khấn xin cha chữa cho khỏi bệnh, nhưng vì không có tiền nên chị Thảo nhờ bà bạn đi hộ cầu xin cha cho chị. Ở nhà, chị cũng khấn xin cha. Và thật lạ lùng thay, ngay lúc đó cha Francisco Trương Bửu Diệp đã nghe lời chị cầu xin và cha đã cầu bầu lên Chúa chữa trị khỏi hẳn bệnh đau tim. Chị đã viết thư cho chị em chúng tôi bên Mỹ này. Lập tức, chúng tôi cảm tạ ơn Chúa lòng lành vô cùng vì lời cầu bầu của cha Diệp đã cho chị khỏi bệnh ngay. Đồng thời, tôi xin đăng tin này lên báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để làm sáng danh Chúa toàn năng và người cha nhân lành là cha Francisco Trương Bửu Diệp, Maria Teresa Minh Hồng. Kính thưa quý vị và anh chị em, tiếp tục lại là phép lạ cha Diệp chữa bệnh xuất huyết cho bà Maria Phạm Thị Mát. Kính thưa cha giám đốc, gia đình con đọc báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nên biết cha Francisco Trương Bửu Diệp. Tự nhiên, chúng con mến mộ ngài ngay từ số báo đầu đăng về ngài. Và nghĩ một cách đơn giản rằng vị thánh đồng hương sẽ phù hộ người đồng hương, nên chúng con cầu khẩn ngài những lúc chúng con gặp sự khó.
cuối tháng 11 năm 1994, con bị băng huyết. Lúc đầu con tưởng như cái tháng khác, có ít ngày rồi hết. Nhưng không ngờ cứ tiếp tục ra hoài không dứt. Con cầu cha thánh xin cắt bệnh cho con, vì con rất sợ uống thuốc và đi bác sĩ. Thời gian kéo dài gần một tháng, ai biết cũng giục con phải đi khám bệnh vì bệnh này rất nguy hiểm. Cuối tháng 12 năm 1994, không chần chờ được nữa vì máu ra quá nhiều, khiến con mệt và gần ngất xỉu. Con nghĩ chắc cha thánh muốn cứu con bằng cách phải đi bác sĩ và uống thuốc. Ngày 26 tháng 12 năm 1994, lấy can đảm, con cầm điện thoại gọi bác sĩ. Nhưng hôm đó bác sĩ con muốn gặp, không làm việc. Thế là vào ngày 27 tháng 12 năm 1994, con định gọi bác sĩ để đi khám bệnh, thì lạ thay, con thấy bệnh tình như nhẹ bớt đi rất nhiều. Và hết dần, con bỏ ý định đi bác sĩ. Lúc bấy giờ con rất cảm động và thầm cảm ơn cha thánh vì Ngài đã nhậm lời con xin. Bệnh con được khỏi hẳn vào ngày 28 tháng 12, một tháng sau đó. Con xác tín rằng cha thánh đã nghe lời con cầu xin, ban cho con khỏi bệnh và không phải đi bác sĩ, không phải uống thuốc, và nhất là con không phải nghỉ làm việc vì bệnh nặng. Maria Phạm Thị Mát. Kính thưa quý vị và anh chị em, để có thể nghe tiếp những câu chuyện về phép lạ của cha Francisco Trương Vũ Diệp, mời quý vị và anh chị em hãy đăng ký, like và share kênh Quang Hải Vlog để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.